Cả đời nặng lòng vì chị gái và sự ra đi xót xa ở tuổi 50 của em ruột Như Quỳnh. Chiều ngày 12 tháng 4, danh ca Như Quỳnh thông báo em ruột cô là ca sĩ nhà thiết kế Tường Khuê vừa đột ngột qua đời ở Mỹ do đột quỵ. Ra đi ở độ tuổi 50, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 khiến cho nhiều người đau buồn và xót xa. Lúc sinh thời, Tường Khuê sớm bén duyên với nghệ thuật. Anh được nhận xét là có chất giọng trầm ấm, gương mặt ưa nhìn và đôi mắt cuốn hút giống như người chị ruột nổi tiếng. Từng phát triển sự nghiệp ở thị trường hải ngoại, song Tường Khuê hoạt động độc lập chứ không dựa dẫm vào Như Quỳnh. Trải lòng với truyền thông, nam nghệ sĩ 7X cho biết anh có những áp lực nhất định vì sự nổi tiếng và bị so sánh với người chị của mình. Tuy nhiên, Tường Khuê thừa nhận Như Quỳnh đã giúp đỡ, hướng dẫn anh nhiều trong cách hát, biểu diễn. Chị gái cũng hy vọng anh tự theo đuổi nghề bằng thực lực và được các ông bầu, nhà tổ chức sự kiện mời đi diễn với tên tuổi riêng. Có thời gian, Tường Khuê kết hợp với người anh kết nghĩa Tường Nguyên trở thành một cặp song ca ăn ý dòng nhạc quê hương trữ tình. Cả hai vừa hát ở hải ngoại vào năm 2015, cùng về Việt Nam tổ chức live show ghi hình. Khi thấy không có nhiều duyên với vai trò ca sĩ, Tường Khuê dần chuyển sang làm nhà thiết kế thời trang và chuyên thiết kế trang phục cho Như Quỳnh. Anh từng tiết lộ từ nhỏ đã thấy chị gái hay phải mượn đồ diễn, nên lúc nào anh cũng nung nấu ước muốn sẽ tự tay chuẩn bị những bộ đồ thật đẹp cho nữ danh ca xuất hiện trước khán giả. Những năm qua, Tường Khuê sống khá kín tiếng nhưng vẫn luôn nặng lòng với sự nghiệp của Như Quỳnh. Chính anh là người âm thầm đứng sau quản lý, hỗ trợ một số công việc để chị gái có thể chuyên tâm đi diễn và thực hiện những sản phẩm tâm huyết.